Clip này được tài trợ bởi Lẩu Bò Ngộ ở địa chỉ 133 xìu 11B, đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10. Đường Hòa Hưng, gần tới khám Chí Hòa thì quẹo trái, chạy chút xíu nhìn bên trái là thấy quán liền. Quán bán xuyên Tết, chỉ nghỉ mùng 1, cho nên tới ăn nhớ kỹ nghe chưa. Địa chỉ 133 xìm 11B, đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10. Quán Lẩu Bò Ngộ, bán xuyên Tết, chỉ nghỉ mùng 1. Đi quán uống cà phê xong, khách hàng có nên tự dọn ly hay không là drama đầu năm 2023, và cũng là ví dụ cho thấy người Việt Nam tranh cãi thường hay tấn công cá nhân bởi vì mắc những cái lỗi tâm lý. Đầu năm đầu tháng mình đã nói mình không muốn nói về những cái vấn đề này, nhưng bạn Thủy Khí Dương Dương vẫn kịch liệt nói là vì những người như mình là ảnh hưởng đến chữ TikToker, chứng tỏ mình được học nhiều thứ hay ho ở nước ngoài các bạn. Là ở Việt Nam không có chạy được bạn gì trơn á, ở nước ngoài người ta dạy bằng hai chữ Việt Nam, không có gì để mày học. Qua nước ngoài ở đi. Về drama này là sao? Nó chỉ đơn giản là tranh luận về cái chuyện đi uống nước xong thì khách hàng có nên tự dọn ly hay không. Thì theo cái phe mà không nên, đó là phe của em Hoàng Anh Panda. Em nói: tôi đã nay lưng ra làm việc, trả tiền cho cái ly, trong đó có cả chi phí dọn dẹp rồi, và tôi còn phải đi dọn luôn cả những cái ly của tôi, vậy còn nhân viên trong quán làm gì? Thì cái phe mà của em Hỷ Khí Dương Dương là một TikToker khác, thì em cho rằng mình có ý thức thì mình nên dọn cái đó, tại vì làm vậy thì nó tốt hơn, và đi nước ngoài thấy những người có ý thức người ta cũng làm như vậy. Thì em Hoàng Anh Panda mới phản pháo lại là: thế chị là dân Việt Nam có ý thức đúng không? Chị xính ngoại vậy thôi, chị đi nước ngoài chị sống luôn đi, chị ở Việt Nam để làm gì? Cuối cùng kể qua kể lại, cuối cùng thì tấn công cá nhân. Vì chuyện này á, thì chúng ta là người coi, chúng ta đều có cái cách giải quyết và hiểu rằng việc này ai cũng đúng hết. Thì theo như cái em TikToker cô gái có râu, người đã xuất hiện trong clip mà drama chị Trang Hy tôi có làm á, em là mở một cái nhà hàng rồi, cho nên em nói khách hàng mà dọn được thì tốt, không dọn được cũng không sao, vì đó là nhiệm vụ của những nhân viên ở trong quán. Cho nên chuyện đó vô cùng đơn giản đúng không? Nhưng tại vì sao cái chuyện đơn giản này trở thành một drama, hai bên tấn công cá nhân nhau, là bởi vì nó có những cái nguyên tắc tâm lý đằng sau. Mà đầu tiên đó là inferiority complex, mặc cảm tự ti, và những cái biện pháp phòng vệ tâm lý, defense mechanism, rõ ràng nhất là projection và overcompensation. Những cái này nó không chỉ nằm ở trong câu chuyện cái ly, mà nó còn nằm ở những câu chuyện người Việt Nam bị cấm khi đi ra nước ngoài ở những cái số tỉnh này nọ lọ chai. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu để sau này có những câu chuyện tranh cãi tương tự sẽ không bị dính vô cái chuyện tấn công cá nhân, và cuối cùng các bạn sẽ hiểu ra được cái đằng sau của nó. Có clip ha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng cái chuyện tranh cãi uống nước xong á, khách có nên dọn cái ly hay không? Nếu em Hoàng Anh Panda và Hỷ Khí Dương Dương cùng ngồi một chỗ nói chuyện với nhau, chắc sẽ không có drama nào xảy ra hết. Bởi vì sẽ không có ai hiểu lầm ý của ai, và cũng sẽ không có ai tấn công cá nhân ai. Bởi vì ngồi chỗ tấn công không nó quýnh vô mặt sao, đúng không? Nhưng khi mà đưa lên trên mạng, chúng ta rất dễ hiểu lầm ý của nhau, bởi vì cái tôi của chúng ta sẽ dính vào ở trong đó. Và những cái text nó không có giống như là mặt người nói chuyện với nhau, cái đó nó thiếu đi cái verbal communication. Phần đó nếu mà bạn nào coi cái clip đoán tính cách người qua những chi tiết mà về ngôn ngữ hình thể, các bạn sẽ thấy thiếu cái tay chân này nọ, bạn sẽ hiểu lầm rất là nhiều. Và đó cũng là cái lý do đầu tiên dẫn tới cái cách phản ứng của em Hoàng Anh Panda đối với ý kiến của các em Hỷ Khí Dương Dương. Thì cái cách phản ứng của em ở trong trường hợp này là cái gì? Rồi tiếp tục cái sự nước ngoài nha mọi người, chứng tỏ mình được học nhiều thứ hay ho ở nước ngoài các bạn. Là ở Việt Nam không có dạy được bạn gì trơn á, ở nước ngoài người ta dạy bằng hai chữ Việt Nam, không có gì để học. Qua nước ngoài ở đi. Bạn thấy quen không? Cái luận điệu mà mày xính ngoại như vậy, ghét Việt Nam như vậy thì thôi đi nước ngoài sống đi, chứ ở Việt Nam làm cái gì? Chúng ta thấy rất là nhiều khi có sự so sánh giữa nước ngoài và Việt Nam. Đây á, không phải là lỗi của em Hoàng Anh Panda không, mà đây là cái mà người Việt Nam rất là thường xuyên mắc phải. Bởi vì inferiority complex. Inferiority complex là cái gì? Nó là cái mặc cảm tự ti. Tôi có làm riêng một clip về cái vụ đó, các bạn có thể coi lại để hiểu. Nhưng trong clip này tôi tóm tắt nó là như vậy: mặc cảm tự ti là cái cảm xúc và hành động tiêu cực của con người chúng ta khi phát hiện chúng ta thua xúc một ai đó. Tại vì cái cảm giác thu xúc á, thường xuyên có. Chúng ta biết là trên đời này có người đẹp trai hơn mình, thông minh hơn mình, giàu hơn mình, hạnh phúc hơn mình.
Nhưng thay vì chúng ta làm sao để có thể giàu như vậy, hoặc là vượt qua nó, hoặc là đẹp trai hơn nó, vượt qua nó, thì chúng ta lại tao vậy đó rồi sao? Tao vậy đó, mày nói là tao ghét lắm nghe chưa? Đó chính là cái cảm giác inferiority complex. Thì cái này á, một ví dụ đơn giản nhất là có một cái ông đó được mời đi ăn một cái bữa tiệc. Người ta nói là mặc cái đồ như vậy, dress code cho đúng vậy. Tới nơi người ta mặc đồ y chang vậy, có mình ổng mặc đồ thấy gớm như ăn mày. Thấy gì ổng chạy về nhà ổng thay đồ thì ổng lại nói: "Trời ơi, cái bọn này chỉ có cái mẻ ngoài, khoan thôi, chứ tôi là chân chất, tôi là con người tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tôi không có chơi với cái đám này nữa." Đó chính là inferiority complex. Mình sai, không sửa, mình không có cố gắng mặc đồ cho đẹp hơn, mà mình lại nói lỗi là do cái đám người này, nó đang khoe, cho nên ghét cái đám này lắm. Thì trường hợp này nó cũng giống như vậy. Khi mà nghe so sánh giữa Việt Nam và nước ngoài, thấy Việt Nam thua, thì thường chúng ta không có nghĩ tới chuyện là ok, mình nên làm sao để cho cái Việt Nam với lại nước ngoài nó không còn chênh lệch như vậy nữa. Chúng ta sẽ tao Việt Nam, tao vậy đó rồi sao? Và cái đó các bạn thường xuyên thấy ở những cái tin tức mà khi chúng ta thấy ở nước ngoài người Việt Nam bị này bị nọ, bị lọ, bị chai, hoặc là những cái hình chụp của nước ngoài như là ở Nhật á, cánh đồng của người ta hay là nước cống của người ta đẹp trong á, thì ở dưới chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái comment của những người đi Nhật á nha. Trời ơi, có đám Nhật như vậy chứ thiệt ra hả, nó dơ lắm, nó này nó nọ, nó lọ nó chai. Đó chính là cái tâm thái của một người inferiority complex, mặc cảm tự ti. Coi nó vậy thôi chứ nó đâu có được như vậy, chẳng qua là nó xạo, nó này nó nọ thôi. Cái đó nó rất là kỳ cục. Và ở trong cái trường hợp này, nó không phải là kỳ cục không thôi, bởi vì khi mà nói chuyện tới đất nước thì chúng ta lại có một cái thứ gọi là tự tôn dân tộc. Chúng ta không muốn là có một cái sự so sánh, và chúng ta không muốn thua sút một cái dân tộc nào khác trên thế giới hết. Cho nên trong cái trường hợp này á, ngoài cái inferiority complex ra, em Hoàng Anh Panda còn bị mắc một cái gọi là defense mechanism, tức là tự vệ tâm lý. Cái phản ứng phòng vệ tâm lý của con người chúng ta nó lúc nào cũng xuất hiện hết đó. Thì bạn nào mà muốn hiểu rõ có thể coi cái clip của tôi, nhưng mà nếu không á, thì tôi sẽ giải thích như vậy nè. Tự vệ tâm lý là khi chúng ta nghe được một cái gì đó mà nó trái với những gì chúng ta đã biết, thì dù cái đó nó có thể là sự thật đi nữa, chúng ta cũng không muốn nghe nó, bỏ ngoài tai. Và trong trường hợp này, chúng ta biết những nước phát triển trên thế giới tại sao nó phát triển là tại vì ý thức nó tốt, tại vì nó được giáo dục tốt, dạy dỗ học hành tốt. Nhưng khi mà nghe nói cái chuyện mà hỉ khí dương dương lôi cái ý thức ra, cái em Hoàng Anh Panda này sẽ không muốn nghe nữa, phòng vệ và ngay lập tức dùng một cái phương pháp nữa của cái viện defense mechanism, đó chính là projection. Tức là em sẽ phóng chiếu, đem cái cảm xúc ở trong người của em theo cái kiểu là nhỏ này nó đang so sánh ý thức của nước ngoài Việt Nam, thì có nghĩa là nó thích nước ngoài hơn Việt Nam. Mà nếu nó thích nước ngoài hơn Việt Nam thì có nghĩa là nó đang xính ngoại. Mà nếu một đứa xính ngoại như vậy thì tại sao đứa xính ngoại nó không đi nước ngoài ở mà nó lại ở Việt Nam làm gì? Đó chính là project, chiếu cái cảm xúc của mình lên cái người mà người ta đang có ý kiến, mà người ta không hề nghĩ như vậy, và cho rằng một người mà xính ngoại như vậy thì nên đi nước ngoài sống chứ không phải ở Việt Nam. Thì đây á, thật sự mà nói, em Hoàng Anh mà Panda không phải là lỗi của em, tức là em muốn nói như vậy hay là em nghĩ như vậy, mà là bởi vì chung quanh người Việt Nam có rất là nhiều người kiểu như vậy. Chúng ta thường hay cho rằng khi có một ai đó mà so sánh nước ngoài Việt Nam thì cái người đó là cái người rất là ghét Việt Nam, mà nó là một cái suy nghĩ vô cùng tầm bậy tầm bạ. Lấy một ví dụ đơn giản, thí dụ em ở dưới quê Kiên Giang hay Đồng Tháp hay gì đó, cái em đi lên thành phố em sống, thì khi em sống thành phố một thời gian, cái em quay về quê, chắc chắn em sẽ nói thành phố có cái này hay, thành phố có cái kia hay nè. Ở dưới quê người ta nghe, người ta sẽ nói: "Ủa vậy là ý giờ mày ghét quê lắm phải không? Mày không có muốn ở cái xứ này?" Không phải, tôi yêu cái chỗ này của tôi muốn coi cho cái đất mà ba mẹ tôi đang ở, cái chỗ tôi sinh ra, nó tốt lên như là cái chỗ tôi đi tới, tôi sống và làm việc vậy đó, cho nên tôi mới so sánh. Thì những người Việt Nam thường hay hiểu lầm chuyện đó và cho rằng những người mà đang so sánh kiểu như vậy là những người ghét Việt Nam lắm, cho nên cút mẹ nó đi nước ngoài sống đi. Mà không hiểu được một cái chuyện là đi nước ngoài sống không có dễ dàng chút nào hết. Cái này nó phụ thuộc vào sự trưởng thành về tri thức và xã hội. Thì trưởng thành nó có tới 4 loại lận. Lại có một clip của anh nói về trưởng thành nữa. Coi clip đó đi. Còn nếu không coi thì nói trong clip này nó là như vậy. Cái trưởng thành đơn giản nhất là trưởng thành sinh học. Tức là em không làm gì hết 30 năm là em thành ông 30 tuổi. Nhưng một người 30 tuổi chỉ ở trong nhà, và một người 30 tuổi chạy ra xã hội, học tập, làm việc, rồi share, subscribe những cái kênh mà hay ho như anh Di Leo, donate cho thức ăn tinh thần của anh Di Leo. Những người như vậy sẽ chắc chắn hơn hẳn những cái đứa mà chỉ quanh quẩn trong xó bếp, những đứa suốt ngày đi nhậu mà mở miệng ra: "Trên đời này gì tao cũng giỏi hết á, không có ai bằng tao hết trơn hết á. Thằng Di Leo làm ba clip này chẳng qua nó học tiếng Anh, nó dịch ra thôi chứ tao không biết tiếng Anh, nhưng mà tao giỏi hơn nó đó." Nghe nó rất là kỳ cục đúng không? Khi mà trưởng thành rồi thì mấy em mới phát hiện ra cái chuyện á, đi chơi những cái nước phát triển nó còn khó nữa, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà qua bên đó sống, mà ở bên đó mà có thể trở thành một cái công dân ở bên bạn. Bởi vì á, ở đây chúng ta đi Bali, chúng ta đi Mã Lai, chúng ta đi Indo, chúng ta đi Sing, chúng ta thấy bình thường đúng không? Là tại vì chúng ta đang ở cùng một khối ASEAN, chúng ta qua đó không cần visa. Nhưng đi qua Pháp, đi qua Mỹ, đi qua châu Âu
chúng ta cần phải có visa. Một cái giấy là cho phép chúng ta ở đó bao nhiêu ngày. Mà muốn có cái giấy đó thì người Việt Nam á phải đứng xếp hàng trong gió, trong mưa, trong nắng, trong bụi, chỉ để đi vô trong đó cho nhân viên của lãnh sự quán nước người ta nói: tôi có bao nhiêu đây tiền nè, tôi làm lương được nhiêu đây nè, tôi đi qua bên bển á, tôi sẽ có đủ tiền để mà tôi ăn, để mà tôi góp tiền, để mà tôi tăng GDP của xứ mấy anh lên. Và xong rồi tôi sẽ quay về, chứ tôi không có trốn lại xứ mấy anh nữa mà tôi làm cu ly đâu. Nó vừa đau buồn mà nó vừa nhục nhã, mà nó khổ cho dân Việt Nam mình lắm. Cho nên đi chơi đã như vậy rồi chứ đừng có nói mà đi định cư. Mấy em có nhớ cái chuyện mà mấy người mà đi nhờ chuyên cơ của chủ tịch quốc hội đi qua bên Hàn Quốc rồi trốn lại ở đó không? Những người mà đã đi nhờ được cái chuyên cơ đó là cũng phải xấu má lắm mà còn trốn ở lại nữa. Thì mấy em thử người bình thường sao? Đó là phụ thuộc vào sự trưởng thành. Và trong trường hợp này em Hoàng Anh Panda, em không có biết là tại vì chung quanh em có rất là nhiều người kiểu như vậy. Và những cái suy nghĩ kiểu như vậy nó phổ biến ở xứ chúng ta lắm. Cho nên chúng ta không hiểu được là đằng sau những cái suy nghĩ những người mà đang so sánh Việt Nam với nước ngoài là những kẻ mà xính ngoại cho nên cút ra khỏi đất nước này đi. Đó là những suy nghĩ có cái inferiority complex, có cái mặc cảm tự ti đằng sau đó. Và nó dẫn tới cái defense mechanism là projection, deny, phóng chiếu cái cảm xúc tầm bậy của mình lên người khác, gán cho người ta cái cảm xúc đó. Chứ thực ra từ đầu tới cuối nó chỉ đơn giản là cái chuyện ăn, uống, xong, khách dọn thì tốt hơn là để một đống đó cho nhân viên nó dọn. Vậy thôi à. Đừng quên, clip vẫn được tài trợ bởi quán Lẩu Bò Ngộ, 133/11B đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10. Nhớ, quán bán xuyên Tết, chỉ nghỉ ngày mùng 1 mà thôi. Đừng đi lộn ngày, đi tới đường Hòa Hưng, tới gần tới Khám Chí Hòa thì quẹo trái, chạy chút xíu nhìn bên trái nhìn thấy à. Lẩu Bò Ngộ, 133/11B đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10. Wow, anh Leo, hay dữ vậy. Em không ngờ là cái chuyện mà drama vậy thôi mà lại có rất là nhiều tri thức và những nguyên tắc tâm lý nằm ở đằng sau đó. Công nhận coi clip của anh em sáng tỏ đầu óc dễ sợ. Em share clip này đây, em subscribe cái kênh của anh và donate cho những cái kiến thức giúp cho đầu óc em ngày một tuyệt vời hơn. Quá hay. Nhưng anh ơi, hình như bạn Hỷ Khí Dương Dương cũng đâu có đúng hẳn đâu. Bạn nói gì ý thức này nọ rồi phải dọn của người khác luôn, em thấy nó kỳ kỳ sao á. Thì đúng vậy, Hỷ Khí Dương Dương cũng không đúng hoàn toàn. Và trong trường hợp này, Hỷ Khí Dương Dương bị mắc cái sai lầm thường thấy, đó là áp đặt ý kiến của mình lên người khác về cái chuyện ý thức trong cái chuyện mà dọn ly của mình và dọn ly của cả những khách hàng khác. Bởi vì một lý do đơn giản, Hỷ Khí Dương Dương cũng mắc phải inferiority complex. Thiệt, nghe nó kỳ cục vậy đó nhưng mà đúng như vậy. Cái mặc cảm tâm lý, cái mặc cảm mà tự ti của chúng ta nó cũng dẫn tới chuyện là chúng ta sẽ overcompensate. Và trong trường hợp này, Hỷ Khí Dương Dương đang bị mắc cái đó. Overcompensate là gì? Là đền bù quá lố. Đền bù là sao? Thì thường á, khi chúng ta cảm thấy chúng ta không có bằng một ai đó thì chúng ta sẽ tìm cách bù đắp cái khoảng trống bằng một cái hành động khác. Chẳng hạn như là chúng ta biết chúng ta không giàu bằng đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm việc để có một số lượng tiền cũng có mua cái xe giống như đó. Đó gọi là bù đắp. Thì cái chuyện mà overcompensate nó xảy ra khi chúng ta làm một cách thái quá. Chẳng hạn như là một nhóm bạn cùng bỏ tiền để mua đồ ăn, nấu chơi với nhau. Mình có để ý là những người mà tới trễ nè, rồi những người mà không có hùng đủ tiền thì thường là: tụi bay cứ chơi thoải mái đi, để tao dọn cho, để tao rửa chén cho, tụi bay ngồi chơi đi không sao hết. Tức là người ta đang cố gắng bù đắp quá lố để mà lấp đi cái chuyện là người ta đóng góp không đủ nè, hoặc là người ta tới trễ. Nó là đơn giản như vậy thôi. Và trong trường hợp này thì Hỷ Khí Dương Dương cũng vậy. Cái chuyện mà mình dọn cái ly của mình đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mà mình dọn ly của cả người khác nó hơi bị lố và nó đúng là như vậy. Thường á, những người mà có phản ứng kiểu như Hỷ Khí Dương Dương á lại là những người có đầu óc, những người đi nước ngoài nhiều. Thì chúng ta thường hay mắc vô cái overcompensation là bởi vì chúng ta biết được là Việt Nam không có bằng nước khác, cho nên chúng ta thường cảm thấy xấu hổ về những cái chuyện mà người Việt Nam làm ở nước ngoài. Chẳng hạn như là các bạn thấy Việt Nam bên Nhật á, cứ hở một chút á là có cái tin Việt Nam bắt con này bắt con nọ nấu rồi ăn trộm đồ của người ta. Chúng ta rất là dễ xấu hổ khi mà thấy hình ảnh của người Việt cứ xuất hiện ở trên TV Nhật kiểu như vậy. Và chúng ta rất dễ là cảm thấy tìm cách để bù đắp những cái đó và nó bù đắp quá lố. Thì trong trường hợp này cũng giống vậy. Hỷ Khí Dương Dương đi nước ngoài thấy những người mà người ta dọn thấy hay và cổ cũng làm như vậy, và thậm chí cô dọn của cả những người khác nữa, thì đó là overcompensation. Nó mệt lắm mấy bạn. Thực sự cái chuyện này á, những người có đầu óc là những người mệt nhất. Nhưng mà nó là một cái mà rất khó mà để nhìn thấy được, bởi vì ngay cả Nhật nó còn hay làm vậy nữa mà. Các bạn thấy Nhật không? Đi qua nước của người ta xong rồi cái bắt đầu đá banh xong là dọn rác rồi xong cái thay gì đi về cái đi lượm rác á, nó mệt. Đúng là nó có hình ảnh tốt nhưng mà nó rất là mệt luôn á, nhưng mà nó lại vậy á, chứ sao? Mà nước nó đã tốt mà nó còn overcompensate nữa. Thì trong trường hợp này có một cái mắc cười á là có sự xuất hiện của
cả, em nô nô. Nô nô á, hôm bữa tôi có làm clip dễ dụ mà nó nói tầm bậy bạ, nhưng mà trong trường hợp này nó nói đúng. Nó nói là hồi mình đi học trong trường á, mặc dù có cô lao công rồi nhưng mà đâu có đứa nào mà cứ quăng rác thoải mái đâu. Đứa nào mà quăng rác thoải mái nói cô không lượm đi, đó là công việc của cô, thế nào cũng bị chửi, bị đánh, thậm chí bị hạ bậc hạnh kiểm nữa, đúng không? Thì thực ra trong đó nó cũng có một cái hơi khác khác là vậy nè. Quán cà phê nó không phải là chỗ công cộng, nó không phải là trường học, chỗ đó kinh doanh, chỗ đó người ta muốn cấm con nít dưới 12 tuổi cũng được, tại vì người ta kinh doanh mà, tôi có làm clip đó rồi. Còn cái chuyện mà cái trường hay là cái chỗ mà chúng ta cao đao xong rác một đống á, đứng dậy xách đít đi là không được, mà phải dọn cái đống đó, nó chính là ý thức. À, còn hỉ khí dương dương kêu người khác dọn cái ly là hơi kỳ, tại vì đó là chuyện của chị, muốn làm không làm thôi. Còn cái chuyện mà lấy luôn ly của người khác dọn luôn á thì là nó là overcompensation, và đừng có áp đặt cái suy nghĩ đó lên những người khác, tại vì nó sẽ dẫn tới người ta tức, tức là nói lại, xong rồi cuối cùng là hai bên tấn công cá nhân chứ không có phải là tranh luận nữa. Và đó cũng là cái mà tôi muốn nói, khi mà bạn có tri thức, bạn hiểu biết thì bạn sẽ ít bị lấn vô những cái cuộc tranh luận nhảm nhí như vậy. Bạn có thấy tôi đi tranh luận người ta không? Có, ít khi nào tranh luận ai chi cho mệt trơn á đó. Ai muốn nói gì thì nó muốn nói gì nói, ý kiến mà trên đời này muốn nói gì nói. Chỉ làm cái chuyện mà mình làm tốt nhất, đó là chia sẻ tri thức, và hy vọng là những người mà cũng hiểu được cái việc mình đang làm nó tốt thì người ta sẽ bấm share, bấm subscribe và donate, trân trọng những cái việc mình đang làm. Và nếu mà không ai làm gì hết trơn thì cũng biết nói gì ngoài câu bye bye, hẹn gặp trong clip khác, see ya.